Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, hôm nay lại là một ngày thứ sáu đến màu quá anh Tuấn ơi. Quần đi quần lại, nhưng mà ngày thứ sáu đặc biệt là hôm nay mình có cơ hội để nghỉ ngơi phải không? Dạ vâng, và cũng có cơ hội để gặp bác sĩ Michael Đào để chúng ta cùng điểm qua những tin tức về y khoa trong một tuần vừa qua và cũng giống như sắp tới. Như bác sĩ Michael Đào vào sáng ngày hôm nay cũng đã nghe tin tức về ông Anthony Bourdain, một trong những người nổi tiếng về các chương trình về ẩm thực của ông đã tự tử. Và trên bản tin của CNN cũng cho biết rằng kể từ năm 1999 cho tận bây giờ thì tỷ lệ tự tử ở ngay tại Hoa Kỳ này tăng tới 25%. Và có một số những cái câu hỏi xung quanh về các vấn đề tự tử, thứ nhất là về các vấn đề về tâm lý. Tại vì mình chưa có đi vào trong cái tâm lý, cái động cơ đó, nhưng có khi nào cái tâm lý bất ổn lại là cái động cơ nguyên nhân chính về vấn đề tự tử không thưa bác sĩ? Thì đó là một trong những cái nguyên nhân chính để mới gây ra người ta tự tử, tự sát, tự vận. Thì như quý vị biết, thì cũng như Đúng Anh mới nói là ông Anthony Bourdain là mới sáng nay thôi tìm ông chết ở Tây, phải không, ở Pháp. Dạ, Pháp. Rồi cái cô gì đó, Kate Spade ở New York. Là ở New York cái đây chừng 3 ngày, là một người rất là nổi tiếng về làm bóp, làm đồ đó. Mà bây giờ quý vị thấy cái ở tại Hoa Kỳ nha, mỗi một năm là khoảng 45.000 người chết vì tự vận, tự tử. Tức là nó là nguyên nhân thứ 10 gây ra người ta tử vong nhất ở trên Hoa Kỳ. Nhưng mà họ nghĩ là cái đó là cái con số, nó là con số thấp á. Bởi vì rất nhiều người tự tử thì người ta, cái người coroner họ để là accidental death, là cái tai nạn, là tức là chết vì tai nạn, accident, là you know, họ cầm cái súng, họ bắn, họ cái này, họ chơi bắn chật chẳng hạn, xong rồi đấy, nhưng mà nhiều khi đó là tự tử. Mà họ underestimate, thành cái con số 45.000 người một năm mà chết vì tự tử còn hơn đó nữa. Thì kính thưa quý vị, nó xảy ra trong tất cả các cộng đồng Mỹ trắng, cộng đồng Mỹ đen, cộng đồng Mễ, cộng đồng Việt Nam. Quý vị chắc chắn là nghe rất nhiều tin tức về những cái vụ tự tử, và tự tử là nó xảy ra từ khoảng 10 tuổi chứ khoảng 75 tuổi, nó tăng lên 25-30% trong những năm vừa qua. Đúng. Thì thưa quý vị, tại sao thì quý vị biết á, là nó có những lý do, chẳng hạn như là mình bị bệnh tâm thần, mình bị, nó gọi là major depression. Anh Trọng và chúng anh biết là cái major depression là cái bệnh nó gọi là trầm cảm. Trầm cảm mà nặng á, major chính rồi, là chính nó nặng major rồi, người ta bị trầm cảm, buồn rầu, lo âu, là cái bệnh nó có sẵn rồi, cái mental người mình sanh ra, nhiều khi nó một phần là gene, một phần là vì cái môi trường, rồi trong đó có những cái động cơ mà làm cho người ta over cái mức mà người ta phải tự tử. Chẳng hạn như quý vị, một cái ly nước đã đầy quá rồi, đã chịu đựng nhiều quá, nó đầy quá rồi, thì chỉ cần một chút xíu nước thôi là nó tràn rồi. Thế thưa bác sĩ, bác sĩ là một trong những bác sĩ hàng ngày gặp gỡ rất nhiều bệnh nhân. Nếu một ngày không đẹp trời nào đó, có một người bệnh nhân đến gặp bác sĩ và nói: bác sĩ Michael Đào, chắc là chiều nay tôi về tôi sẽ dùng thuốc tôi uống, tôi không muốn sống nữa bác sĩ ơi, tôi buồn lắm rồi, bác sĩ sẽ làm cái điều gì? Well, thì nếu như một người bác sĩ, một bệnh nhân vô nói ok, thì người ta, bác sĩ phải hỏi ok, cái này xảy ra nhiều chưa, nhiều lần chưa, hay là này lần đầu tiên mình nói là mình muốn, cái ý định muốn tự tử. Mà cái ý định là một chuyện, tiếng Mỹ nó gọi là suicidal thought, nhưng mà mình có cái mean để mà mình tự tử hay không, chứ là người ta không có súng, không nghĩa mình ô tôi cần bắn tôi chết á, thì bác sĩ phải hỏi ok, ở nhà là hỏi gia đình, hoặc hỏi những người đi chung với cái người bệnh nhân đó, là ở nhà có súng ống hay không, ở nhà có thuốc men nhiều hay không, thì mình phải hỏi họ, mình phải nói chuyện thêm với người bệnh nhân, ồ anh nghĩ là anh làm như thế nào tại thì mình có thể để tự vận. Thì người ta nói chuyện với mình, yes, thế mình nghi ngờ người ta có thể làm thật, thì mình phải gọi 911 để mình mang vô người đó vô bệnh viện. Nhiều khi á, quý vị biết là những người đó họ tỉnh táo lắm,
họ có thể nói ok, mình nói mình gọi 911 rồi bác sĩ nói, tôi không muốn nữa, tôi không muốn tự tử nữa, tôi thôi tôi xong rồi, tôi hết buồn rồi. Thì giờ mình làm sao bây giờ? Ví dụ xâm tâm 911 tới đi nữa, họ cũng không chịu đi, thì họ người ta cũng đâu có làm được chứ. Vâng, tức là mình cảm thấy họ thật sự mà nguy hiểm đến mạng sống của họ, nguy hiểm đến mạng sống của người khác, thì mình có thể gọi một cái nữa, nó gọi là 5150. Nghĩa là mình gọi cảnh sát và mình gọi 911 thì họ có người ta phải ký cái giấy gọi là 5150 là against cái will của người ta. Cho mình có thể bắt ra nhập viện 3 ngày, tức là 72 tiếng against cái will, cái sự mong muốn của người bệnh nhân, mà phải ký cái giấy đó gọi là 5150, cái form, cái mẫu đơn đó. Thì phải chứng minh biết là người đó có thể làm hurt themselves, hoặc là người đó có thể làm hurt những người xung quanh họ. Thì quý vị biết á, có những cái trigger, những người ta cái tự tử là nó là như một hồi nãy tôi nói là một cái ly nước đã tràn đầy rồi, nó đầy tới miệng rồi, chỉ cần một hai giọt nữa là có thể tràn ra. Thì một hai giọt đó là cái gì? Chẳng hạn như là hồi nãy Tuấn Anh có nhắc về cái động cơ để thúc đẩy người ta bước over cái step, over cái đó mà người ta tự tử. Chẳng hạn như là những người ta bị chẳng hạn như là trầm cảm quá nặng, trầm cảm, nhưng mà rồi có những cái một cái trigger nào nữa, chẳng hạn như là mất job, tài chánh, tài chánh đã bị trầm cảm rồi, rồi mất job, hoặc là ly dị, hay là mất vợ mất chồng, cái hạn như cái nghe nói cái cô mà case space đó là tại vì mới separate, mới hai vợ chồng mới chưa hẳn gì có, chỉ có ly thân thôi, mà cổ buồn cũng bị bệnh 5-6 năm nay rồi, mà cái vụ ly thân như xong có thể nó trigger over cái đó. Còn Anthony Bourdain mình có thể find out what, hy vọng khi có cái nhật ký gì đó hay viết xuống thì người ta find out, người ta biết được cái đó, cái lý do. Hoặc là những người rồi mình cảm thấy như là moving rồi, rồi mình move từ cái một tiểu bang này từ bang khác, move từ một cái chỗ này tới chỗ khác, nó khác hẳn. Rồi cái personal conflict mà nhiều khi không cần phải mất job nữa, là chỉ mình cãi nhau với co-worker của mình cãi nhau với lại ông boss của mình, bực bội một cái gì đó, cãi nhau với vợ chồng, thì có thể nó làm cho người ta cái trigger hoặc là bị harass, bị chửi bới người ta, nó tràn qua khỏi cái miệng ly thì nó sẽ người ta tự tử. Thưa bác sĩ, vừa rồi là bác sĩ nêu ra một vài cái lý do tiêu cực để dẫn đến có thể nói rằng người ta tự bệnh. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng ghi nhận nhiều cái tin tức có nhiều người bị vấn đề tôn giáo, có thể nói là bị hướng dẫn bởi những cái đức tin mà họ tin, những cái điều họ tin, và dẫn đến những cái cuộc gọi là tự sát tập thể, và họ nghĩ rằng cái tự sát là giải thoát những cái gì mà có thể nói để đi đến với cái niềm tin của họ. Cái đó cũng là một trong những vấn đề, thưa bác sĩ. Well, that's a different cái đó thì người ta có thể nói cái người mà chùm của cái nhóm đó là murderer được. Là người đó là người xúi dục, người đó làm nhiều. Cái giết người. Thì thưa quý vị, đó là sáng nay với một vài nguồn tin mà chúng tôi ghi nhận tất cả những cái sự việc cứ tới tấp xảy đến, đó là vấn đề tự bệnh. Nhưng mà anh Trọng biết là có thuốc chữa, chứ mà không có thuốc chữa. Thuốc cầm được. Yeah. Mình buồn rầu, mình chán nản, mình lo âu quá nhiều, có thuốc chữa. Phải nói chuyện với bác sĩ của mình. Tại vì nhiều người họ deny, họ không từ chối, họ không muốn uống thuốc, họ nghĩ là không phải là tâm thần. Thì quý vị thấy á, it's easy but tâm thần. Một ngày nào đó người ta có thể kill, tự sát tự vận cho đó. Nếu mình thương gia đình của mình thương con, thương cha, thương mẹ của mình, mình thấy có những cái bố mẹ tự nhiên buồn rầu, depressed, sụt cân, không muốn ăn uống, không làm gì hết, rồi tự nhiên withdraw lại, không muốn nói chuyện với ai hết, đó là những cái triệu chứng mà mình có thể mang cái người thân của mình, người thương của mình đến bác sĩ, họ có thể bắt đầu thuốc men, có thể giúp được delay, nó protect cái người mình thương. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng, và như thường lệ thì ngày thứ sáu chúng tôi gửi đến quý vị tất cả những tin tức liên quan đến vấn đề y khoa, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.